Và giờ đây trước giờ đi bát cúng dường kết duyên giác ngộ với quý thầy, chúng tôi cũng có đôi lời giới thiệu vì sao chúng ta lại có cái chương trình đi bát này. Mời thiền sinh Tuệ Hằng có thể chia sẻ những cái tâm đắc của mình trên cái con đường tu học đối với thầy, đi theo thầy được không ạ? Dạ, kính thưa quý vị, Tuệ Hằng rất là hạnh phúc và rất là vui mà có 1.000 người đến tham dự nơi đây. Đây là những người mà chúng tôi, những người quý sư cô cũng như quý thiền sinh đã đi kết duyên từng người, từng nhà, từng tiệm. Và cảm được, khi chúng tôi ra ngoài kết duyên, chúng tôi cảm được cái tình thương vô bờ bến của quý thầy muốn mang đến cho tất cả 1.000 người ở đây. Vì chúng tôi là đi theo quý thầy tu học, nhờ quý thầy mà nhận ra cái tâm giác ngộ nơi chính mình và có cái niềm tin, và rất là giá trị cái giác ngộ và cảm được tình thương của quý thầy. Mà vì đó mà nó bộc phát lên trong Tuệ Hằng hai câu: vạn kiếp mới gặp được Phật, vạn kiếp mới được nghe Phật khai thị. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là mong và tha thiết mong quý vị hãy kết cúng dường, kết duyên giác ngộ với quý thầy. Bởi vì trong đời này gặp hai vị thầy giác ngộ rất là hy hữu. Dạ, đúng như vậy. Trên sân khấu và trên tất cả cái màn hình chiếu slideshow của chúng tôi hiện nay là cái bản master plan về mảnh đất mà chúng tôi đang xây dựng Thiền viện Phổ Môn, trung tâm giác ngộ. Quý vị biết không, trong quá khứ thời của Đức Phật cũng đã từng có những vị cư sĩ, họ đã phát tâm vọng mãnh cúng dường để cho Đức Phật có cái nơi cùng chư tăng hoằng pháp độ sanh, gọi là tịnh xá. Vì sao mà các vị đó có thể làm được một điều như vậy? Ví dụ như trường hợp của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Vì sao vậy quý vị? Vì thực sự người ta cảm được cái lòng của Đức Phật là muốn giáo hóa chúng sanh để đi đến cái con đường giác ngộ, giải thoát khổ đau. Chính vì vậy mà không ngần ngại cúng dường cái mảnh đất đó mà còn giác vàng nữa quý vị ạ. Và giờ đây chúng tôi xin mời thiền sinh Tệ Thông có thể nói về hoặc là cho mọi người được biết về cái nội dung hay là những cái hình ảnh mà đang có mặt ở trên sân khấu ngày hôm nay được không? Tệ Thông xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay được quý thầy khai thị, chắc hẳn quý vị cũng nhận được cái thông điệp từ quý thầy cho đến quý vị. Giác ngộ là có thật. Quý vị cũng có thể rất mở lòng muốn đến gặp quý thầy để học hỏi, tu học thêm để biết giác ngộ là gì. Thì hiện nay ngay ở Thiền viện Phổ Môn ở Houston, chúng tôi đang có một khóa tu 10 ngày cho rất là nhiều thiền sinh từ Canada, từ California, Michigan, Pennsylvania về để tu học. Chúng tôi có được 52 thiền sinh và khóa tu vừa mới bắt đầu. Nhưng nếu quý vị gọi về thiền viện, thì thiền viện, những người tổ chức trong khóa tu trong thiền viện sẽ từ chối. Bởi vì thiền viện không còn chỗ để nhận thêm một thiền sinh mới nào nữa cả. Mặc dù con số 52 nó nghe rất là nhỏ, nhưng mà nó là cái giới hạn của cái khả năng của thiền viện có thể đón tiếp quý vị về đó để tu học. Dạ, kính thưa quý vị, trước mặt quý vị đây là cái trung tâm giác ngộ Thiền viện Phổ Môn, cái phối cảnh tổng thể mà thiền viện đang có cái chương trình trùng tu lại trong tương lai. Thì trên mảnh đất chín màu của Thiền viện Phổ Môn hiện nay chỉ có một cái building, là một cái chánh điện gồm khoảng chừng 2.500 square feet, chỉ có một building. Căn nhà bếp chỉ là một cái nhà kho tạm dùng để cho mọi người cùng ăn uống tạm. Trên cái chánh điện hiện thời chỉ có chứa được khoảng chừng 50 người thiền sinh là hết. Đây là cái bản mà bạn vẽ đã được vẽ ra cho Thiền viện Phổ Môn trong tương lai. Thì Thiền viện Phổ Môn trong tương lai sẽ được chia làm hai phần: phần nội viện và phần ngoại viện. Phần nội viện là dành cho quý thầy, quý sư cô, quý tăng ni và các thiền sinh muốn đi sâu vào để xúc chạm được cái tâm giác ngộ. Ngoại viện
sẽ được xây dựng trước qua phase số 1. Tức là từ ngoài đi vào, chúng ta sẽ được đi qua một cái cầu. Một cái cầu này được là sẽ nối giữa thiền viện bên tay trái. Khi bước vào là một cái hồ, trên đó sẽ có một trà thất tịnh tâm. Và cái hồ nước này sẽ dài qua bên tay phải là một cái vườn hoa, cây cối để cho quý thiền sinh đi thiền hành. Và gần đó sẽ là một cái hội trường gọi là tên là hội trường Hoa Hướng Dương. Thì hội trường này sẽ có khoảng cái diện tích khoảng chừng là 10.000 square feet, có thể chứa được 1.000 thiền sinh đến tu học và những cái sinh hoạt như là sinh hoạt hàng tuần của thiền viện. Và kế đó là nhà chúng, nhà bếp và nhà vệ sinh chung. Thì ngôi nhà này là khoảng chừng 2.000 square feet và có 2 tầng, có thể chứa được khoảng 200 thiền sinh. Thì cái ngôi, cái chánh điện hiện thời 2.500 square feet sẽ được dùng làm nhà khách và văn phòng. Và ở giữa sẽ là một cái một cái sân hình tròn tượng trưng cho mặt trời giác ngộ. Thì đây là cái hội trường này là hội trường hướng dương, hướng về mặt trời giác ngộ. Và cái chương trình xây dựng ngoại viện này nó có thêm một cái hội trường nữa, cũng là 10.000 square feet. Nhưng mà trong cái phần xây dựng lần đầu tiên này thì chúng tôi không có cái hội trường 10.000 square feet này. Mà cái phần xây dựng này sẽ tốn khoảng là 2 triệu đồng. Cho nên tất cả những công đức cúng dường của tất cả quý vị, nó không phải là dành cho một cá nhân nào cả, mà nó là cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc, cùng được đến để tu học, để được quý thầy hướng dẫn con đường trở về cái bản tâm thanh tịnh của chính mình để có được chân hạnh phúc. Xin cảm ơn lời chia sẻ của anh Tuệ Thông về cái thiền viện trung tâm giác ngộ. Và giờ đây chúng tôi biết là thời lượng của chương trình có hạn, cho nên không để mất thời giờ của quý vị nữa, chúng tôi xin phép được cung thỉnh quý thầy và quý sư cô chuẩn bị cho chương trình đi bát cúng dường kết duyên giác ngộ. Xin quý vị hãy lắng lòng, và đội hình của kết duyên đi bát xin chuẩn bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị, cái mục tiêu mà của chúng tôi đêm hôm nay có mặt là chỉ có mục tiêu duy nhất là chỉ làm sao mong cho quý vị nhận được cái thông điệp mà chúng tôi trao truyền cho quý vị. Mặc dù chúng tôi biết cái thời gian mà chúng tôi dành để mà chia sẻ, để mà tâm tình của quý vị nó lấy hết thời gian, và có một số người phải bận ra về trước khi chương trình chúng tôi đi bát để quý vị có cơ hội cúng dường. Nhưng chúng tôi vẫn chọn cái cách là dành hết thời gian để chia sẻ cho quý vị nhận được cái chốn về giác ngộ. Còn cái sự cúng dường là tùy duyên. Chúng tôi biết nếu quý vị đã cảm, đã tin được chúng tôi, thì không những quý vị chỉ cúng dường tại trong cái hội trường hôm nay, mà quý vị sẽ tìm tới Thiền viện Phổ Môn để gặp chúng tôi trong những thời gian kế tiếp. Đó là lý do mà chúng tôi chọn là dành hết thời gian để chia sẻ cho quý vị, để quý vị sáng được cái nội tâm của mình. Và giờ đây chúng tôi sẽ từng bước đi xuống từng bàn và kết duyên từng người. Chúng tôi muốn chia sẻ cái năng lượng giác ngộ đến cho từng người. Và nếu quý vị đêm nay cảm được cái tâm của chúng tôi, thì quý vị từng bước để kết duyên, mong cho đời này quý vị được giác ngộ, giải thoát khổ đau. Và giờ đây chúng tôi xin được đi xuống để kết duyên giác ngộ với từng người. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thưa quý vị, đây là cái giờ phút thiêng liêng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái bài hát mà có cái tựa đề là Về Nhà Giác Ngộ. Quý vị biết tại sao không ạ? Ngay lúc này đây, khi quý tỳ quý vị đang phát cái lòng hướng về quý thầy để mà cúng dường kết duyên giác ngộ, đó là lòng quý vị đang hướng về cái ngôi nhà đó, ngôi nhà đầy tình thương, đầy trí tuệ. Vậy thì chúng ta, các anh chị em thiền sinh, có thể cùng nhau hát cái bài hát này để gửi tặng cho quý vị, để tất cả chúng ta cùng quý vị khán giả trong thính phòng này quay về ngôi nhà giác ngộ được không ạ? Về nhà tôi, mau về nhà tôi, nhà giác ngộ nơi thầy đang sống, nơi thanh thang thông dung tự tại, trí tuệ tròn dịu dung từ bi. Này em hỡi, hãy mau quay về, thỉnh cầu thầy soi sáng tâm em, nhận thấu rõ bao lầm mê chấp, phát tâm cầu giải thoát từ sanh. Lòng thầm thiết câu thầy khai mở, đi sâu vào ngã chấp trong em, lầm mê dứt khi thầy điểm hóa cầm sáng người thâu xuống nguồn mê. Ôi thương sao khổ đau kiếp người trôi lặng mãi trong vòng tử sanh, vì tình thương thầy bước vào đời đưa em về chân như. Niềm vui lớn khi thầy soi sáng rõ suốt đường đi đến chân tâm, lòng tha thiết đo nhận mưa vắng tâm giác ngộ giải thoát nguồn mê. Ôi thương sao khổ đau kiếp người trôi lăn mãi trong vòng tử sanh, vì tình thương thầy bước vào đời đưa em về, đưa chúng sanh về thế giới chân như. Về nhà thôi, mau về nhà thôi, nhà giác ngộ nơi thầy đang sống, nơi thanh thang thông dung tự tại, trí tuệ tròn diệu dụng từ bi. Này em hỡi, hãy mau quay về, thỉnh cầu thầy soi sáng tâm em, nhận thấu phán tâm cầu giải thoát từ sanh. Lòng thân thiết câu thầy khai mở, đi sâu vào ngã chấm trong em, nhận thấu rõ bao lần mê chấp, tăng giác ngời thâu xuống.
vì tình thương thầy bước vào đời đưa em về thế giới chân như. Niềm vui lớn khi thầy soi sáng rõ xuống đường đi đến chân tâm, lòng thở kia đón nhận mưa vắng tâm giác ngộ rời qua nguồn mê thương sao khổ đau kiếp người trôi lặng mãi trong vòng tử xanh vì tình thương thay bước vào đời đưa em về thế giới chân như. Về nhà thôi, mau về nhà thôi, nhà giác ngộ nơi thầy đang sống, nơi thanh thang không giống tự tại trí tuệ tròn chịu dùng từ bi. Này em hỡi hãy mau quay về tận cầu sáng tâm em nhận thấu rõ bao lầm mê chấp và tâm cầu giải thoát từ sai lòng khẩn thiết cầu thầy khai mở đi sâu vào ngã chấm trong em lầm tâm xa người thâu xuống nguồn mê. Ôi thương sao khổ đau kiếp người trôi lặng mãi trong vòng tử xanh vì tình thương thay bước vào đời đưa em về thế giới chân như. Niềm vui lớn khi thầy soi sáng rõ xuống đường đi đến chân tâm, lòng tha thiết đón nhận mưa vắng tâm giác ngộ giải thoát nguồn mê. Lòng khẩn thiết mong thầy khai mở đi sâu vào ngã chấm trong em nhận thấu rằng khi thầy điểm hóa tâm sáng người thâu suốt nguồn mê. Về nhà thôi, mau về nhà thôi, về nhà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho tâm nguyện mang cái tinh thần giác ngộ đi vào trong cái đêm tiệc chay này. Mong sao cho mỗi người nghe được những thời chia sẻ của chúng tôi, đánh thức hạt giống giác ngộ trong tâm của mình để đời này mình thoát khỏi khổ đau và sống thênh thang tự do tự tại và mang được niềm vui đến cho cuộc đời. Xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh cho mỗi người có mặt trong đêm tiệc chay hôm nay sớm nhận ra và trở về với tâm giác ngộ để không còn khổ đau nữa.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong đêm nay, Thầy chắc chắn là trong quý vị đã có cái hạt giống giác ngộ, và Thầy hy vọng rằng trong một ngày gần đây, quý Thầy sẵn sàng đón quý vị về với thế giới giác ngộ để sống thênh thang, tự do, tự tại, không còn phiền não, không còn khổ đau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, chúng con thành kính tri ân dạ, sự từ bi của quý Thầy. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh quý Thầy, quý sư cô và thiền sinh cùng về chỗ ngồi và đồng an tọa. Kính thưa quý vị, vui buồn, yêu ghét, lo giận sợ là những cung bậc trạng thái của cảm xúc con người luôn chế ngự trong chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó những mâu thuẫn, khổ đau, bế tắc, ly tán hình thành. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một vở kịch ngắn Người Thật Việc Thật do các em thanh thiếu niên khi mà các em sau khi mà tham dự khóa tu học ở Thiền viện Phổ Môn để gửi đến cho quý vị. Câu chuyện xin được bắt đầu. Câu chuyện của em Danny, 13 tuổi. Tuy là con trai duy nhất, nhưng lúc nào Danny cũng có bốn anh em khác, lúc nào cũng đồng hành với Danny ở mọi lúc, mọi nơi. Đó là em buồn. Em giận dữ. Anh chảnh. Và em vui vẻ. Chúng tôi xin quý vị hãy hướng về sân khấu cùng chúng tôi tìm hiểu những gì xảy ra ở gia đình Danny. Danny ơi là Danny, con tính làm khổ cha mẹ tới bao giờ nữa đây hả con? Nhìn con nhà người ta mà phát ham à. Còn con á, con muốn gì thì con nói, chứ mẹ mệt với con lắm rồi đó. Có mỗi chuyện ăn với học không mà cũng không xong nữa. Nói với nó làm gì cho nó mệt? Cha mẹ làm lụng vất vả nuôi cho ăn học không, mà không chịu học. Cả ngày cứ game như là bạn với bè không à. Ba nuôi con đủ 18 tuổi rồi ra, con dọn ra để cho biết khổ là cái gì. Sau này làm được cái gì chứ? Chắc là làm đồ vô dụng thôi à. Danny, bạn tệ thiệt á. Bạn có điểm xấu nữa rồi. Ba mẹ bà biết đó là chết đó. Hay là giờ mình đừng có nói ba mẹ. Cũng không được nữa, ba mẹ mà biết đó là còn chết hơn nữa đó. Còn bạn bè nữa, bạn bè mà biết mình điểm xấu á, không chơi mình nữa đâu. Còn chọc quê mình nữa đó. Can you shut up? Đừng có nghe nó nói, mới điểm thấp xíu thôi mà ba mẹ cứ suốt ngày rầy rầy la la. Giải thích với ba mẹ hả? Không có hiểu cho bạn đâu. Dù sao đó cũng đâu phải là lỗi của bạn. Cứ đem điểm tốt về hả là con ngoan là trò giỏi. Còn đem điểm xấu về hả là đồ con hư, đồ vô dụng. Ừ thì tôi vô dụng, hư hỏng. Whatever, I don't care. Đúng rồi đó. Làm gì phải học hoài học hoài. Mà bây giờ mình học giỏi như vậy, đẹp da như vậy, mà ba mẹ lại không thương mình, mà ngày nào cũng la mình hoài. Còn thầy cô giờ đúng là không biết trọng dụng nhân tài gì trơn. Thôi không học trường này á, thì đổi qua trường khác. Còn nếu không học thầy cô này đổi thầy cô khác, có gì đâu mà lao hoài không biết nữa. Đúng rồi đó Danny. Suy nghĩ làm chi cho nó mệt. Tối với mình hả, chơi game suốt ngày. Chơi với bạn suốt ngày là vui nhất. Yeah, bạn nhớ không? Tối nay mình còn phải lên mạng chơi game, phải đi chơi với bạn nữa. Come on Danny, let's go. Let's go. Yeah.
Mới làm về mà sao thấy cái mặt em một đống vậy? Chắc là liên quan tới cái thằng con yêu dấu của em rồi chứ gì? Anh mới về đó hả? Nè, trường mới gửi cái bản điểm của thằng Danny á, anh đọc đi, rồi coi cái mặt anh có một đống giống em không? Trời ơi, sao mà học tệ dữ vậy em? Em có nói chuyện với nó chưa? Chưa có nói cái gì hết á. Em chờ anh về đó, anh coi anh nói chuyện đó, rồi anh xử nó đi. Thôi em vô em nói chuyện với nó đi. Anh mà nói á, lần nào anh nói em cũng binh nó hết à. Ông bà mình có câu á, mẹ con hư là tại mẹ đó, đúng không? Thôi em nói đi. Anh mệt quá, cho anh nghỉ một chút. Sao anh mệt hả? Anh muốn nghỉ ngơi hả? Bộ có mỗi mình anh đi làm à? Có mỗi mình anh biết mệt à? Mà em nói với anh rồi, em không có binh con, nhưng mà anh cứ la mắng nó hoài à. Rồi nhiều lúc anh làm quá thì em phải nói chứ. Mà cũng ngộ lắm, không hiểu tại sao cha con nhà người ta có thể vui vẻ tâm sự chuyện trò với nhau như bạn bè đó, còn cha con nhà này cái gì như là nước với lửa vậy. Thôi đi em, em có so sánh cái kiểu đó được. Mẹ con nhà người ta đâu có giống mẹ con nhà mình. Sao? Mẹ con bên đây hả, mẹ bên con quá chừng luôn à, chịu hết nổi. Thôi em vô em lo cho nó đi, anh chịu không nổi nữa rồi. Giờ anh muốn làm sao hả? Em đẻ ra cho anh thằng con giống y chang anh vậy đó, tính tình ngang bướng ham chơi à. Thôi nha, vừa phải thôi nha. Còn gì nữa không, nói luôn đi. Sao hả? Đi làm thôi, về tới nhà là ngồi vô cái computer, nó đã xong rồi sang qua cái tivi, ôm cái tivi. Anh có dành thời gian anh nói chuyện với nó không hả? Thằng Danny nhà mình nó 13 tuổi rồi, cái tuổi đang lớn đang phát triển thì tâm sinh lý nó cũng nhiều thay đổi. Anh là cha, anh là đàn ông mà, anh nói chuyện với nó dễ hơn em chứ. Em là lúc nào cũng đúng hết, anh thì lúc nào cũng sai. Em giỏi quá, em hay quá, thì anh cho em đi xử lý nó, nói chuyện với nó đi. Anh đi làm về mệt quá. Thôi anh biết vậy anh không có về, anh qua nhà bạn anh uống vài chai còn khỏe hơn. Anh chuyện gì nữa đây em? Anh nói gì mà nghe được á. Anh nhớ lại đi, vợ chồng mình có được thằng Danny đâu phải dễ đâu. Mình đã từng thấy nó là một đứa trẻ rất là dễ thương đáng yêu, nó luôn vui vẻ tâm sự chuyện trò quấn quýt bên mình. Mà tại sao bây giờ nó như thế này hả? Nó lầm lì ít nói còn hay cãi lại nữa chứ. Tại sao? Rồi bây giờ không lẽ hai vợ chồng mình cứ nhìn nó như thế này tới bao giờ nữa? Phải có cái cách gì đó chứ. Ô anh nhớ ra rồi, hồi nãy trên đường về á, anh gặp sư cô. Sư cô đưa cho anh cái tờ giấy này nè. Nói về cái trại hè cho trẻ em và người mẹ, khóa tu học 3 ngày để cho mẹ con, cha mẹ với con cái có thể hiểu nhau. Con cái thì sẽ ít chơi game và sẽ cố gắng học. Wow. Anh thấy cũng hay, em nghĩ sao? Nghe anh nói thì cũng hay đó. Mà anh biết rồi á, thằng Danny nhà mình có đời nào mà nó chịu xa cái phone đâu. Với lại em có bao giờ xa nó đâu. Rồi không biết vô trong đó nó ăn ở nghỉ ngơi làm sao. Rồi không biết họ dạy nó như thế nào. Mà cũng em, không biết. Em đã nói hết cách rồi, kêu anh nghĩ cách thì anh đã nghĩ cách rồi. Em làm ơn làm phước, nghe lời của anh vô khuyên nó đi. Ghi danh đi tu học vài ngày thử coi sao. Có gì hay về nói cho anh nghe. Ok. Ok, thôi em nghe lời anh đó rồi mình thử đi. Rồi thôi mình vô nói chuyện với nó đi. Mà nghe em dặn nè, một hồi nó có nói gì nói kệ nó, để nó từ đó. Thôi được em rồi, được từ rồi, từ nói chuyện với rồi. Nó Nghe. Ok. Danny nghe lời ba mẹ khuyên, đã cùng mẹ vào thiền viện Phổ Môn tu học.
sắp sửa vô năm học mới rồi nha con. Coi dạ. Chuẩn bị bài vở rồi sắp xếp thì giờ ráng học cho đàng hoàng nha con. À dạ. Mà bữa nay chủ nhật á, con phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi hai mẹ con mình vô thiền viện nghe thầy giảng pháp. Rồi mình đã lại phụ mọi người ở đó chăm sóc thiền viện nha con. Dạ mẹ. Ủa mẹ nguyên ngày dạ. Chủ nhật luôn hả mẹ? Đúng rồi, thôi lẹ lẹ đi mẹ chờ. Lên thiền viện ngoài hả? Đâu có gì chơi đâu. Bạn nói cái gì? Đi lên thiền viện hả? Không, thiền viện làm gì có game. Chán lắm, tôi không có đi. Trời, đi thiền viện mà đi hoài vậy trời. Đi học học giỏi, học hành giỏi quá trời luôn mà học đi hoài. Tú gì trời. Đúng rồi đây nè, bạn không có game, không có bạn làm sao mà bạn vui. Không có điện thoại, hết sân phơi. Thôi, mấy bạn bỏ ra đi. Mấy bạn bỏ ra đi, mấy bạn là nước đục. Không phải, mình không phải là nước đục, mình là nước trong. Danny, con làm gì con lầm bầm vậy, nãy giờ mẹ nói gì nghe không vậy? Dạ, dạ mẹ, hồi nãy á mẹ. Sao? Cái lúc á mà mẹ nói á, thì tự nhiên á, trong đầu con có mấy cái tiếng nước đục. Ừ. Nó đang cố khống chế con. Thì trong 5 ngày đi tu học, thì thầy đã dạy cho con á, mấy cái tiếng đó là mấy cái tiếng nước đục. Đúng rồi. Không phải con. Con là nước trong, con là tâm trong sáng. Cho nên mà mỗi khi á mẹ, mà mấy cái tiếng đó nó muốn khống chế con, thì con đã hướng về thầy, hướng về nước trong. Xong rồi á mẹ, tự nhiên á mẹ. Sao? Nó ghê lắm mẹ. Xong nó rơi rụng luôn, mấy cái nước đục rơi rụng luôn mẹ. Thiệt không á? Dạ. Bây giờ mẹ, con đã biết, hiểu và thông cảm cho ba mẹ nhiều hơn cả những người xung quanh con nữa. Cho nên là con rất là xin lỗi mẹ, thời gian qua đã làm cho mẹ buồn. Con đã học rất là tệ. Trong thời gian sắp tới, con sẽ cố gắng hướng về thầy nhiều hơn. Và con sẽ cố gắng học giỏi, thật là giỏi để cho mẹ vui lòng. Con cảm ơn mẹ đã cho con đi 5 ngày chạy hè. Danny ơi, con có biết không, những lời nói vừa rồi của con á, nó đã là món quà quý giá đối với mẹ. Mà không chỉ riêng con nhận được lợi ích từ khóa tu đâu con, ngay cả mẹ cũng vậy nữa. Mặc dù lúc đầu á, mẹ theo con thì chỉ vì mẹ thương con mẹ mới tham dự thôi. Nhưng mà đến khi mẹ gặp được quý thầy, bằng tất cả tình thương và lòng độ sanh, quý thầy đã khai thị, đã điểm hóa. Rồi mẹ chợt như là bừng tỉnh và biết rằng cái cách dạy con của mẹ nó quá nhiều lầm chấp và áp đặt. Nó đã không thông cảm và thấu hiểu. Nó làm cho Danny buồn và đau khổ trong thời gian qua. Suýt chút nữa mẹ đã mất Danny rồi. Mẹ xin lỗi con. Nhưng mà con đừng có lo. Vì này á, mẹ hứa mẹ sẽ khuyên ba ha. Dạ. Rồi cả nhà ta cùng vô tu học ha. Dạ. Chuyện gì đây? Sao mà nói chuyện sao mà miệng cười mắt thì rơi lệ vậy? Hồi nãy ba đứng bên trong á, ba nghe hết rồi. Mới đi tu học có 3 ngày mà Danny đã có sự thay đổi. Ba nghĩ lại những gì Danny nói, chính bản thân của ba cũng cảm thấy mình có lỗi. Vì ba thương Danny nhưng mà không biết làm sao hết. Cho nên đôi lúc nóng giận, lỡ lời đã làm tổn thương đến mẹ và Danny. Cho ba thật lòng xin lỗi mẹ con. Và một điều quan trọng nữa là hãy ghi danh cho ba tham dự khóa tu học kỳ tới. Cả gia đình mình cùng đi luôn. Ok, hiểu không? Dạ. Hứa rồi nha. Ok. Hứa là không có được nuốt lời đó. Khi này nhà ta cùng tiến lên. Yeah. Xin cảm ơn ban cặp Inside Out. Xin anh chị và các em bước lên sân khấu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho vở kịch Inside Out.
Kính thưa quý vị trong khán phòng ở đây, những người cha trong khán phòng này có giống người cha trong gia đình Danny không thưa quý vị? Và những người mẹ chúng tôi và quý vị ở đây có giống người mẹ trong gia đình của Danny không thưa quý vị? Hình ảnh gia đình Danny cũng là hình ảnh của gia đình chúng ta. Quý vị có những cái liên tưởng và những cái cảm xúc đó hay không? Và thưa kính thưa quý vị, kết cuộc gia đình Danny, quý vị có mong gia đình của quý vị có được cái kết cuộc này hay không? Có muốn những cái tiếng thầm trong đầu Danny là tiếng nước trong, là cái tâm trong sáng, là cái tình thương, là cái sự thông cảm, là cái sáng suốt, là cái vững chãi. Xin quý vị cho mình cơ hội tạo duyên cho các con mình về tu học Thiền viện Phổ Môn. Chúng tôi mong gặp được quý vị ở Thiền viện Phổ Môn trong một ngày rất gần. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chưa xong, bây giờ các con ở lại, cô muốn gửi cho khán giả một cái chút này. Ở đây thì cô thấy có bốn cái nhân vật. Vui, cô xin mời bạn Vui bước lên trên. Con có thể con diễn đạt một cái gì vui cho mọi người ở đây được hay không? Một câu nói hay một cái diễn đạt nào đó. Cái này là cô bất ngờ, cô đang testing con. Tại vì tụi con không hề chuẩn bị. Một cô xem cho tụi con cái tự tin trong sáng của tụi con để gửi đến quý vị ở đây như thế nào. Thật sự quý vị, những điều này chúng tôi chưa hề chuẩn bị. Quý vị đón nhận các em thể hiện như thế nào? Smile! Xin quý vị một tràng pháo tay. Cô mời em Giận bước lên. Con có thể diễn tả một nét mặt, một câu nói, một hành động nào đó và biểu thị con đang giận dữ. Giận quá. Rất dễ thương, xin quý vị một tràng pháo tay. Bây giờ có giận, có vui thì chắc tâm thoải mình sẽ có buồn, phải không? Cô mời em Buồn bước lên sân khấu. Quý vị thấy em có buồn không thưa quý vị? Xin quý vị một tràng pháo tay. Và trong bốn cái em này đó quý vị, có một cái em nó rất là lạ, ít khi mình gặp đó quý vị. Chảnh. Cô xin mời em Chảnh bước lên sân khấu. Cái này rất là khó để mà diễn thôi quý vị. Con có thể diễn một hành động nào mà chảnh cho mọi người thấy mà con chảnh thiệt không? Trời, ai mà đẹp trai dữ gì trời. Cô xin cảm ơn tất cả các con và chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Xin các con về chỗ. Các em rất là dễ thương không thưa quý vị? Kính thưa quý vị, chúng tôi đã thưa với quý vị tình thương của cái thầy, cái diệu dụng, cái từ bi không dành cho các người Việt mà cả người bản xứ. Và bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài hát Thầy Y The Sunshine do các quý sư cô và anh chị em thiền sinh người Mỹ sáng tác và xin gửi đến cho quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Truth of who we are.
sunshine, the only sunshine. We need your brightness to light the world. We sincerely vow to wake up, to break the cycle of birth and death. Without Thay's guidance, where would we be? Only your wisdom and your compassion can awaken us from illusion and end the system of ego. Thay helps us open our wisdom see the truth of who we are, and we're forever so very thankful. Dear Thay, please bring us to your world. Dear Thay, please bring us. Rất là cảm ơn quý thầy, quý sư cô và tất cả thiền sinh đã cùng nhau phối hợp một cách nhịp nhàng và đầy cái sự tình thương đối với tất cả chư vị quan khách ở đây và đón tiếp quý vị cho tới giờ này. Và tất cả quý vị quan khách còn ở lại trong cái buổi tiệc trai ngày hôm nay đến cái phút cuối cùng, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị về cái sự có mặt và cái sự gọi là trân quý cái thời gian, đã dành trọn thời gian quý báu của mình để có mặt trong đêm ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay được không ạ? Và giờ đây chúng con xin mời tăng đoàn Phổ Môn Suối Từ bùng bước lên sân khấu và kính mời tất cả quý vị có mặt ở đây xin mời bước lên sân khấu để cùng hát một cái bài hát và cùng nhau chụp hình để lưu niệm. Xin quý vị cùng tiến lên sân khấu. Xin mời tất cả mọi người. Xin mời là tất cả những ai còn có mặt cho tới giờ này, xin mời lên trên đây hết nha. Chúng ta mà còn có mặt tới giờ này là chắc chắn chư Phật sẽ chứng minh cho cái tâm của chúng ta, và chắc chắn là trong cái sự tu học của chúng ta sẽ sớm nhận ra được cái bổn tâm thanh tịnh để có được niềm vui trong cuộc sống. Xin tất cả quý sư cô, tất cả thiền sinh Phổ Môn Suối Từ, tất cả thiền sinh trong các khóa tu và tất cả những vị quan khách còn có mặt ngày hôm nay, xin mời quý vị tiến lên đây hết. Đây là cái món quà đặc biệt mà quý vị dành cho chúng tôi vì quý vị đã ở cho tới giờ phút này đó quý vị. Xin mời tất cả quý vị tiến lên. Xin tất cả quý vị sẽ tiến lên đây hết ha. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, đừng quên đi phút giây hiện tại, tình thương quay về nhận lại chân tâm, tình thương quay về nhận lại chân tâm. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, đừng quên đi phút giây hiện tại, tình thương quay về nhận lại chân tâm, tình thương quay về nhận lại chân tâm. Don't wish for someone to give a smile,
Don't wish for someone to give us happiness. Don't forget the present moment. True happiness is already inside. Don't wish for someone to give us smiles. Don't wish for someone to give us happiness. Don't forget the present moment. True happiness is already inside. True happiness is already inside. Trước khi chấm dứt, thầy có đôi lời với tất cả quý sư cô và tất cả thiền sinh ở phổ môn Suối Từ và tất cả thiền sinh, 50 thiền sinh đã về tham dự khóa tu 10 ngày trong thời gian hôm nay, và đồng thời có đôi lời với những vị còn có mặt trong giờ phút cuối này. Trong suốt thời gian mấy tháng qua, vì cái niềm tin vào giác ngộ mà quý vị đã theo hai thầy, từng bước quý vị đã thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi gia đình, để cuộc sống của mình giữa cha, mẹ, vợ, chồng, con cái có được niềm vui thật sự. Chính vì vậy mà quý vị đã thưa thỉnh quý thầy phát nguyện từng ngày đi vào chợ, đi vào từng office, đi vào từng tiệm, đi vào gõ cửa từng người để mong cho mọi người làm sao có cơ hội gặp được quý thầy để đời của họ được thay đổi, để ánh sáng giác ngộ có mặt trong tâm của họ. Và chính cái năng lực đó đã cảm 1.000 người về ngày hôm nay. Trước mười phương Tam Bảo, thầy xin Tam Bảo chứng minh và trợ duyên cho tất cả quý vị thành tựu cái tâm nguyện giác ngộ giải thoát. Và thầy rất là vui mừng khi nhìn thấy 1.000 người có mặt trong đêm hôm nay. Tâm nguyện của thầy có phải mong mọi người về đây để cúng dường, mà tâm nguyện của thầy mong cho mọi người về ngày hôm nay để biết rằng trong mình có khả năng giác ngộ và phát tâm cầu giác ngộ để giải thoát cái khổ tử sanh. Đó là thầy đã mãn nguyện rồi, bởi vì quý thầy chỉ muốn làm sao để đền ơn chư Phật chư Tổ, mong mang cái tình thương đi vào cuộc đời, giúp cho tất cả mọi người không còn khổ đau nữa. Đó là cái tâm nguyện của quý thầy ngày đêm không ngừng để lái con thuyền giác ngộ, đưa mọi người lìa bến đê về bờ giác. Thầy nhìn thấy các em trẻ mỗi ngày khi về tu học mỗi ngày một vui hơn. Mấy em ngoan với cha mẹ, cha mẹ bớt những cái khó khăn khi con cái vào vấn đề chơi game. Mọi cái khó khăn giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái được hóa giải hết. Đó là quý thầy đã mãn nguyện rồi. Nếu mà tâm nguyện của thầy Thiền sư Thích Diệu Thiện và Thiền sư Thích Thông Hội chỉ một lòng mong cho mọi người giác ngộ, thì thầy bảo đảm chư Phật trong mười phương sẽ chứng minh, và trung tâm giác ngộ thiền viện Phổ Môn sẽ sớm có chỗ cho tất cả mọi người về tu học. Quý vị có đồng ý như vậy không? Quý vị biết là chư Phật không bao giờ bỏ chúng ta, chư Phật không bao giờ bỏ cho những người mà chỉ một lòng thương chúng sanh và mong chúng sanh hết khổ đau. Và quý thầy cũng làm điều đó. Và chắc chắn thầy mong sao trên thế gian này không còn khổ đau nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thầy xin tiếp lời là quý vị có biết vì sao mà chư Phật không bao giờ bỏ chúng sanh không? Và nhất là những người đã có mặt trong đêm hôm nay. Bởi vì quý vị đã được quý thầy đánh thức cái hạt giống giác ngộ từ quý vị. Cũng như là quý thầy đã đánh thức cái hạt giống giác ngộ từ quý sư cô và từ những thiền sư của sư trưởng Cổ Môn. Cũng như là đánh thức những hạt giống giác ngộ từ các em nhỏ. Bằng chứng là mỗi ngày quý vị mỗi tươi hơn, mỗi sáng hơn, mỗi vững chãi hơn, mỗi tin tưởng cái hạt giống giác ngộ của mình sẽ phát triển trong một ngày rất gần. Quý vị có tin điều đó không? Và đêm nay mục đích chính của quý thầy là nhằm đánh thức cái hạt giống giác ngộ của mọi người. Đó là mục đích chính của đêm nay. Và việc làm của đêm nay của quý thầy coi như thành tựu. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Không biết là thầy có nên bật mí cái điều này ra hay không, nhưng mà quý vị có muốn nghe không? Muốn nghe không? Bây giờ chỉ còn chúng ta thôi. Thầy sẽ bật mí cho một cái thông tin rất là vui. Không biết có nên nói không? Dạ, nói. Tại quý vị mà hôm nay đến cảm và hiểu được cái tâm nguyện của quý thầy, cho nên xin phát âm một cái số tiền mà thầy không biết có nên nói hay không. Dạ, cúng dường 500.000 đô. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng đối với quý thầy không bao giờ nghĩ tới chuyện tiền bạc hết. Thầy đến cuộc đời này và thầy đến cái đêm tiệc chay này, thầy chỉ mong là sao cho quý vị nhận được cái nhân quả. Ngoài ra thầy không mong cái gì hết. Nhưng mà thầy đã nói chư Phật, chư Tổ không bao giờ bỏ qua hay bỏ rơi cái tâm nguyện của quý thầy dành cho tất cả chúng sanh. Và thầy xin hồi hướng cho quý vị phát tâm đó sớm thành tựu giác ngộ trong đời này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin hát bài Goodbye Awake Teacher and Goodbye Awake Student. Và see you in a wet world, see you in a wet world, goodbye, goodbye. Chúng ta cùng hát ha. Goodbye, away teacher, goodbye, away teacher, goodbye, goodbye. See you in a wet world, see you in a wet world, goodbye. Goodbye, 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 my dear. See you in the great world. Wish all the way back to
tôi xin kính chào quý vị. Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị hai vị thiền sư Thích Diệu Thiện và thiền sư Thích Thông Hội, là hai vị thầy giác ngộ. Chính vì lý do đó mà chúng tôi tổ chức buổi tiệc chay ngày hôm nay để thiết tha mong quý vị về. Và trước mặt chúng ta là thiền sư Thích Diệu Thiện. Dạ thưa thầy, chúng tôi có một cơ duyên rất lớn được về tu học với thầy, và hôm nay lại có một cơ hội để mà mời bao nhiêu người về để được gặp thầy, được nghe về giác ngộ, được biết về thế giới giác ngộ. Xin thầy gửi vài lời đến cho mọi người đang lắng nghe. Cảm ơn Tuệ Lưu đã có đôi lời muốn mời thầy có đôi lời đến với đại chúng. Thật sự hôm nay thầy rất là vui khi mà nhìn thấy tất cả quý sư cô và tất cả thiền sinh, vì nhận được cái gia tài giác ngộ mà quý thầy trao truyền, cho nên là quý vị đã phát cái tâm rất là lớn, đứng lên đến từng nhà, gặp từng người để mà mong mọi người làm sao có cơ hội về gặp quý thầy. Điều đó để chứng minh cho thấy rằng là quý vị phải nếm được một cái niềm vui rất là lớn từ ngày về gặp quý thầy. Cho nên ngày hôm nay quý thầy cũng rất là mong muốn là làm sao trong cái đêm tiệc chay hôm nay sẽ trao lại cho quý vị một cái gia tài giác ngộ, mà chúng tôi biết rằng là tại chúng ta không biết mình có cái gia tài giác ngộ, cho nên mình mãi là một cái người cùng tử lang thang, sống trong khổ đau, vô minh và tham chấp. Thì từ ngày thầy trở về thể nhập tâm giác ngộ, nhìn thấy tất cả chúng sanh ngập lặng trong đau khổ, không biết trốn về giác ngộ, cho nên thầy đã phát một cái đại nguyện làm sao bước vào cuộc đời này, đánh thức tất cả mọi người, dựng dậy cái niềm tin giác ngộ nơi mọi người, để mọi người thoát khỏi cái khổ đau và trở về sống với cái nơi thanh thang, thanh tịnh, không còn khổ đau nữa. Đó là một mục tiêu mà thầy muốn có mặt trong đêm hôm nay, và thầy mong tất cả mọi người đêm hôm nay tiếp nhận được những cái gì mà quý thầy trao truyền. Con xin cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, để gặp được một bậc thầy giác ngộ trên đời này là một phước báo rất lớn và là một rất là hy hữu. Cho nên chúng tôi mong quý vị, nếu đã nghe qua chương trình này, đừng đánh mất cơ hội, hãy cho mình, cho người thân mời về gặp thiền viện ở Phổ Môn và thiền viện Suối Từ, được gặp hai vị thầy giác ngộ để có được cái trí tuệ, mới có thật sự được cái sự mà an lạc và thật sự là giải thoát cái khổ đau sinh tử ngay trong kiếp này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị, chúng tôi là Tuệ Lưu. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về thiền sư Thích Diệu Thiện, và đây là thiền sư Thích Thông Hội. Thiền sư Thích Thông Hội đã cùng đồng hành với thiền sư Thích Diệu Thiện trong 14 năm qua, cùng một tâm nguyện độ sanh đã giúp cho mọi người nhận ra và tin có chốn về giác ngộ. Và kính thưa thầy, thầy đã cùng đồng hành với lại thầy Phổ Môn 14 năm, con xin thầy gửi đến cho mọi người ở đây là những cảm nghĩ của thầy về thiền sư Thích Diệu Thiện. Thầy xin cảm ơn cái câu hỏi, và thầy xin trả lời là suốt 14 năm, chắc hơn 15 năm rồi đó con. Dạ. Yeah. 15 năm cho chúng tôi cùng đồng hành với nhau trên con đường độ sanh, thì chúng tôi nhận thấy rằng thiền sư Diệu Thiện rất là nhiều trí tuệ và từ bi. Cái trí tuệ đó là khi mà thiền sư thể nhập tâm giác ngộ thì thiền sư có nhận ra được là tất cả chúng sanh đều có cái khả năng giác ngộ đó hết. Nhưng mà bởi vì mọi người đuổi theo cái mê lầm, thành ra những cái tâm giác ngộ đó nó bị lu mờ đi, bị bỏ quên đi. Và suốt mười mấy năm, nhà thiền sư đã mở hết lòng giúp mọi người đi vào từng lớp của xã hội, là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt màu da, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt nam nữ. Và thầy đã đi vào nội tâm của từng người để giúp cho họ khai phá nội tâm, để nhận ra được cái tâm giác ngộ này mỗi người. Và cái điều đó đó, nó không phải là dễ dàng gì, bởi vì từ lâu rồi mọi người đã quên hẳn mình có cái khả năng giác ngộ và chỉ chấp nhận mình là sống trong lầm mê. Và thiền sư đã giang tay, đã mở lòng, đã đón nhận tất cả và không nề hà khó nhọc, giúp mọi người đều nhận ra được hết. Cho nên dần dần nhà quý sư cô và những thiền sinh của thiền viện Phổ Môn cũng như thiền viện Suối Từ đã thấm được cái
cái năng lượng giác ngộ và họ có được cái niềm vui, họ có được cái hạnh phúc trong cuộc sống. Con cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, dù thông minh như thế nào, khôn khéo như thế nào, chúng ta cũng không có chân hạnh phúc. Chỉ có trí tuệ mới cho chúng ta hạnh phúc thật sự. Trên đời này gặp một vị thầy giác ngộ là hy hữu. Ở đây chúng ta có hai vị thầy giác ngộ, đó là Thiền sư Thích Diệu Thiện và Thiền sư Thích Thông Hội. Một lần nữa chúng tôi thiết tha mong quý vị mở lòng, mạnh dạn đi tìm thế nào là giác ngộ, tại sao chúng ta cần giác ngộ. Quý vị sẽ có câu trả lời đó và có chân hạnh phúc cho mình. Lúc đó mình mới có hạnh phúc cho mình và mang đến hạnh phúc cho mọi người. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị.